Một bộ dàn karaoke để cho hay, phù hợp mua về để hát giải trí tại nhà cần những yếu tố quan trọng nào? Thứ nhất là về thẩm mỹ, thứ hai là về thiết bị đảm bảo chất lượng, thứ ba là chất âm phải hay và thứ tư là diện tích không gian phải phù hợp. Thì ngay bây giờ trước mặt mọi người đây là một cái bộ dàn karaoke, Tuấn Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người biết nó sẽ đáp ứng được tất cả những yếu tố, những yêu cầu mà Tuấn Huy vừa nêu trên. Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Truyền Hổ Audio. Thì tiếp nối những chuỗi series video clip mà Tuấn Huy cũng đã review những cái bộ dàn karaoke gia đình chất lượng gửi tới anh chị và các bạn trước đó, thì ngay bây giờ trước mặt mọi người đây là một cái bộ dàn karaoke, Tuấn Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người biết nó sẽ đáp ứng được tất cả những yếu tố, những yêu cầu mà Tuấn Huy vừa nêu trên. Đi sâu về từng chi tiết của sản phẩm trong bộ dàn karaoke này, thì với cặp loa Paramacro V30 thì với ngoại quan của nó được thiết kế là chất liệu bằng gỗ ván ép rất là cứng cáp, và một cái lớp e căng ở mặt trước của nó bằng kim loại rất là đẹp, cũng như một cái lớp phủ màng bên trong để bảo vệ khối loa bên trong rất là tốt. Công suất của mỗi loa là 250W và trở kháng của nó là 8 ohm. Giải tần đáp ứng của nó là từ 40Hz đến 20kHz cho chúng ta được cái giải âm của nó rất là sáng cũng như là rất là khỏe, và trọng lượng mỗi loa là 20,8kg. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc sub Z-Sub Bass 30, thì với công suất của cái bass này là 300W cho chúng ta được cái giải âm siêu trầm của nó khá là khỏe và uy lực, thì cũng với ngoại quan của nó rất là đẹp mọi người nha, nên là đen liền vàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bộ dàn đồng bộ DB Scoutit với những thớt như sau. Chúng ta sẽ có một cặp mic không dây là 452 la mã, thì với ngoại quan của cái đầu thu của nó rất là đẹp cũng như những cái nút bấm khá đơn giản, và Tuấn Huy cũng đã trải nghiệm qua với chất âm của mic này rất là hay, cầm nó rất là đầm tay. Kế đến thì chúng ta có chiếc văn số là S500B, thì với cái hiệu ứng effect nó mà anh chị mà muốn hay thì chúng ta nên căn chỉnh bằng cái phần mềm smart của nó cho đồng bộ loa full cũng như là sub để nó sẽ hay hơn, cũng như mình có thể căn chỉnh EQ, delay, reverb, tất cả mọi thứ trong cái phần mềm văn số của nó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc cục đẩy KD500 LED với mỗi kênh là 500W, thì với cục đẩy này chúng ta có thể chơi dư sức với cái loa lớn hơn. Thì với thiết kế ngoại quan của nó ngoài cũng khá là đơn giản. Ở đây chúng ta có những cái nút cơ bản để mình chỉnh tăng giảm volume. Và ngay bây giờ Tuấn Huy sẽ không để mọi người chờ lâu, Tuấn Huy sẽ hát một đoạn karaoke cũng như là test một đoạn nhạc cho anh chị nghe thử cái chất âm của bộ dàn karaoke này. Những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tím chiều hoang biển một chiều rừng mưa, được tin em gái mang chiếc thuyền và vừa rồi Tuấn Huy cũng đã cho mọi người nghe thử cái chất âm của bộ dàn karaoke này. Thì nếu như mọi người có quan tâm tới cái sản phẩm dàn karaoke, vui lòng liên hệ qua số hotline là 0383454947, cũng như có thể tới số 8A lên trung Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm sản phẩm cũng như được tư vấn thêm. Và mọi người nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu Audio để được xem những sản phẩm video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.